Rồi em xin chào tất cả mọi người ha Thì hôm nay là ngày 24 tháng 9 năm lịch mình Thì em lên với cái tiêu đề là những cây mai chơi Tết 2024 ha Mà những những cây mai chơi Tết 2024 á Mà bộ lá của nó chuyển sang màu vàng mở gà Không còn xanh đen nữa Thì nó có ảnh hưởng đến nút nụ à, cho mình chơi Tết hay là không ha Thì trước tiên em xin cập nhật lại cái cây mai giảo giảo bình định của em ha giảo game bình định của em thì những cử phân cử phân vừa gọi á là em đi hàng DAB em cộng với ba số 17 ha em tưới cho cái cây này thì em cũng xin cập nhật lại ha trước tiên mọi người xem cái đọt nó trước đi ha xem cái bộ tàng thì bây giờ cái bộ tàng mọi người xem ha nó bộ tàng nó cái lá nó giờ muốn xào ha tức là nó đã chuyển sang màu màu vàng gọi là không còn được xanh đẹp như nữa như như đợt rồi ha còn nước em vẫn tưới ha Nên nước em vẫn tưới nè em mới vừa tưới ngày sáng ha thì giờ xem cái đọt trước đi ha nè đọt nó vẫn đi đọt vẫn đi ha đi nhưng mà nó đi rất là chậm nó nó đi rất là chậm coi cái đọt trước đi ha Mình nhìn tổng thể nó không được bao nhiêu đọt đâu ha T trong thời điểm này là cái cây này nó không được bao nhiêu đọt đâu nó ít đọt lắm À, để em quay ha đây cái đọt nè nó đi rất ngắn ha ừ. chứ nó không có vượt đọt giống như đợt rồi mà mình làm tàn ha rồi giờ mình xem nút nụ <laughs> thì cái cây này lúc trước là đầu kim nó cũng còn chưa lên một số nó đã lên ít nhưng mà nói chung là đầu kim nó rất là ít ha nụ nút nụ nó cũng chưa có luôn ha thì bây à, giờ mọi người xem trước tiên xem nút nụ đi ha À, đối những cái này đầu được đầu kia đã đóng rồi nè ha đây nè nhánh này cho dễ thấy đi ừ. đó những cái cái nút nụ nút nụ như thế này là lúc trước đầu kim nó đã có sẵn ha bây giờ nó đã lên nụ rồi còn những cái mà nó 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 chưa đóng đầu kim nó đây là cái đây là cái 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 đọt mà nó đâm ra nè ha thì bây giờ nó đã lên đầu kim ha thì trong giai đoạn tới em bón một kiểu phân nữa thì hàng này nó sẽ lên nụ ha hàng này nó sẽ lên nụ nè ha rồi thì cái cây này em cập nhật lại là cái cách đi phân của em ha đợt rồi thì cũng có những anh em hỏi là cập nhật lại cái cây này cho mọi người xem ha thì cái cây này đã gọi em đi DAB cộng với ba số 17 ha đó em mới tưới con cử thôi ha à, bên đây là kim nó cũng đã lên rồi nè ha đó nút nụ thì nó nó chỉ lên một số thôi nó không có được nhiều đâu ha và cũng có một số nó nụ nó đóng sẵn rồi đợt rồi nè ha thì giờ nó bung nè nó nè ừ, nút nụ nè ha đầu kim nè ha nó đóng kem rồi ha nó nó đã chuẩn bị lên nụ hết trơn rồi ha đây nè nè thì đối với cây này em vô một cử nữa em vô một cử phân nữa thì nó có thể ha là tức là hai cử là nó có thể nó sẽ lên nụ hết ha rồi thì em quay lại cái tiêu đề chính ha vàng lá mở gà thì những cây mai chưa tết và trong thời điểm này á cái bộ lá của nó bộ lá trên cây mai á nó chuyển sang màu vàng mỡ gà à, chuyển sang màu vàng mỡ gà nó không còn xanh đen nữa thì những cây mai nó có ảnh hưởng gì đến nút nụ cho cây mai mình chưa tết hay là không ha thì nói đến đây thì có rất sẽ có rất nhiều anh em biết rồi biết rồi tại sao <laughs> bộ lá nó vàng trong thời điểm này hein? thì em cũng xin phép chia sẻ chỉ chia sẻ đến với những cô chú anh em mình chưa biết thôi ha nhiều khi mình thấy cái cây cây mai của mình nó chuyển sang màu vàng. Cái mình uh, sợ sợ uh, ha, mình sợ sợ nó bị này bị nọ bị kia nào ha. Uh. nhưng mà cũng yên tâm đi ha. Uh. Tại vì trong thời điểm uh, vừa rồi mình đã vô phân mình làm nụ. Tức là mình đã tăng hằng kali và thằng lân, thằng lân vàng và kali ha. Uh. Thì nó sẽ chuyển sang giai đoạn nuôi nụ và thúc nụ. Nuôi nụ và thúc nụ ha. Uh. Thì những loại phân đó nó sẽ không có tập trung nuôi và bộ tàng là cái thứ nhất. Thì nó cũng làm cho bộ lá nó mình trong thời điểm này nó vàng ha. Và cái thứ hai, kết hợp với cái thời tiết hiện tại bây giờ, tức là nó đã chuyển sang đông, đã có gió chướng gió bất Thì những cây mai mà ngoài thiên nhiên ha, em nói ngoài thiên nhiên thì nó đã trong thời điểm này nó đã 10 tháng hơn 10 tháng rồi. Thì những cây mai đó bộ lá nó cũng đã bước sang là giai đoạn già để mà nó em gọi tạm gọi là trong giai đoạn này tạm gọi là là cái thời gian mà sinh sản ha tức là thời gian mà cái bằng sinh sản của cây mai tức là không còn bộ lá nó không còn đẹp nữa thì đối với những cái cây mai mà nụ nhỏ mà bộ lá cái bộ lá nó vàng vậy ha vàng mỡ gà chứ không phải vàng bệnh ha không phải là vàng bệnh nha tức là vàng nó ngà ngà vàng kiểu vàng gám nắng ha thì những cây mai mà nút nụ nó còn nhỏ mà bộ lá nó như thế này ha thì cái thứ nhất cái nút nụ của nó lớn rất là nhanh lớn rất là nhanh ha và cái thứ hai là cái nút nụ đó những cái nút nụ đó mình đi phân nếu mà đúng phân à, theo cái giai đoạn mà dưỡng nụ em gọi là dưỡng nụ như những clip vừa rồi á thì nó sẽ rất mau già ha tức là những nút nụ nó sẽ lên mà chuyển sang màu mỡ gà hết ha. nó sẽ chắc nụ già nụ và lớn rất nhanh thì những cây mai này, này ha như thế này tết mình chơi rất là ok ha rất là đạt rồi còn những cây mai mà hiện tại hiện tại bây giờ cái nút nụ nó vẫn còn nhỏ mà bộ lá nó xanh đen Bộ lá xanh đen ha Thì à, Đến thời điểm này Mà nút nụ nó còn nhỏ Mà bộ lá nó xanh đen á Thì Cái thứ nhất Mọi người nên giảm hàm lượng phân Phân đạm ha Tức là chỉ số NBK Chỉ số đầu Thì mọi người nên là giảm đạm Hàm lượng đạm lại Rồi Cái thứ nhất ha Rồi cái thứ hai Nhiều khi những cái cử phân đợt trước Mọi người tưới ha Nó có hàm lượng đạm cao Tức là nó còn dư Cái hàm lượng đạm trên thân của cây mai ha thì đến thời điểm bây giờ cái lá nó vẫn còn xanh thì mình nên chuyển sang những loại phân nào mà nó có hàm lượng kali cao một chút để mình tưới ha mình tưới cho cây mai để giảm giảm cái sự mà hấp thụ trên bộ ta bộ lá ha tức là nó giảm nuôi lá lại để để cho cây mai của mình nó tập trung nó nuôi cái nụ để cho cái nụ nó nhanh hơn nhanh nhanh lớn hơn trong thời điểm này ha tại vì còn không bao lâu nữa là mình lặt lá rồi rồi đối với những cây mai mà cái nụ nó bự cái nụ nó bự hen, nụ to á mà cái màu lá nó cũng giống vậy luôn thì mọi người nên thận trọng ha đối với những cây mai mà nụ to mà bộ lá nó chuyển sang vàng thì mọi người nên tưới giống như cây mai noel cây mai nè em đưa cây mai nè đó cây mai này em gọi là cây mai noel cây mai noel của em ha giờ bữa em lên clip em kêu bằng cây mai noel luôn là cái cây mai này cái nút nụ nó đã, đã, rất là bự tức là những clip trước em đã có quay cây mai được rồi ha cái nụ nó rất là to có rất nhiều anh em bình luận vui ha bình luận vui là cây mai này là dữ lắm là noel nha chứ không được tới tay nữa ha đúng đó, ha đúng đó nhưng mà em sẽ cố gắng là em đi phân để cho em để em giữ lại bộ tàn của nó ha thì những cái cây mai mà nút nụ bự như vậy thì mọi người nên đi phân để cho cái lá nó xanh lại để cho cái lá nó giữ một cái cái màu xanh trên lá ha là nó nó sẽ giảm đi cái sự rụng lá mình mà dẫn đến là nút nụ mình nó nở nhanh còn những cái mai mà như vậy nè nó mọi người bỏ bê không chăm sóc ha thì cái lá nó chuyển sang màu vàng mỡ gà thì nó nở nó nở rất nhanh ha những nút nụ giờ nè mọi người xem nè nó nụ to nó nhưng mà em đi phân thì đối với những cái cây như thế này em chỉ tưới thằng hữu cơ là HVB á em tưới hữu cơ em cộng giờ cộng thằng dưỡng rễ thôi ha chứ em không có tưới bất kỳ loại phân nào cho cây mai này ha tại vì thằng hvb trong hàm lượng hvb nó có là đa trung vi lượng nó đầy đủ đầy đủ ha cho nên nó giúp là cho cây mai của mình nó nuôi bộ lá nuôi bộ lá nó khỏe hơn bộ lá nè mọi người xem ha, nó cứng và nó vẫn còn xanh thì uh, hy vọng uh, em hy vọng cái cây này để em giữ được bao bao lâu thì em cứ giữ ha uh, để đến Noel coi nó như thế nào ha. Uh. Chứ cái đó với cây mai này uh, thì uh, ở ngoài nhìn vô thì mọi người xem uh, nút nụ. Đây nè. Đó. lúc à, nút nụ nè ha. Uh. Lá ít nè uh. Mọi người xem nút nụ thì uh, có thể là chuẩn đoán là một là gầm tháng 10, hai là gầm tháng 11 thôi ha. Uh. Chứ nó không ăn tới nổi ha. Uh. Còn uh, những cây mai như thế này á, uh, nút nụ bự vậy nè. Đó bông nó nở em vẫn để ha tức là cái vườn cây của em nó như thế nào em uh, quay y vậy ha chứ không có giấu gì cho nghe nè, nở nè. nè thậm chí nè, nó ra tái ha nó ra tái em vẫn để luôn ha đó, nó nó ra tái em vẫn để luôn đó ra tái em vẫn để luôn đây một chùm tức là mình những cái mai như thế này nó ra như thế nào đó nó ra sao thì mình để như vậy mình đừng nên ngắt bỏ đừng nên ngắt bỏ ha tại vì mà khi mình ngắt ngay chỗ này thì cái nụ kế bên này nè nó những cái nụ sát bên nè là nó sẽ dồn <laughs> dinh dưỡng qua bên đây thì nó nở nữa thì mình ngắt nữa thì nó, những cái nụ kế bên nó sẽ nở nữa thì mình cứ để cho nó nuôi trái để nó dồn à, dinh dưỡng vô vào vào cái cái cái, cái, cái trái này ha nó tập trung vào trái thì nó nó sẽ chia bớt dinh dưỡng ha nó không còn tập trung bên những nút nụ, nụ kế bên thì mình mình giữ được nhiều mình giữ hang. Chứ mình đừng nên ngắt ha Đừng nên ngắt trong thời điểm này Rồi thì trong clip này á Thì em chia sẻ đến với tất cả mọi người Xem cái bộ lá Xanh đen ha Thì Mọi người nên Mọi người tham khảo ha Cái cách đi phân của em Và em cũng cập nhật lại Cái cây hồi nãy em đi DB ha Thì Cho mọi người có cách tham khảo ha Rồi thì em xin tạm biệt tất cả mọi người ha